Hi, muốn chào quý cô chú anh chị cũng như các bạn đã trở lại clip tiếp theo của Châu và Bằng trên kênh Nha Trang Rám Nắng. Thì hiện tại bây giờ là Bằng đang ở đường Nguyễn Đặng Huy Trứ. Đường Đặng Huy Trứ là nằm khu Thánh Gia đó mọi người. Thì hôm nay Bằng cũng như anh Châu để đến chia sẻ một cái hoàn cảnh cũng là cực kỳ khó khăn. Thì theo như một số thông tin của mấy cô chú lớn tuổi trong làng, thì hôm nay mình đến cái nhà anh Hùng. Tại vì gia đình anh Hùng thì nó có cái hoàn cảnh là có một cháu bị bại não. Bây giờ nó cũng đã 21-22 năm rồi. Rồi chào anh. Anh cho em vào nhà để chia sẻ hình ảnh tí nha. Dạ. Hôm giờ đi câu cá hả? Anh đi buổi giờ đông gió như gió quá hả? Chào chị. Rồi chào chị. Đó thì em cũng nghe một số thông tin của quý cô chú anh chị, nói gia đình mình có em bị bại não thế này. Thì chắc lẽ là chị là chị tên gì hả? Chị Cúc. À chị Cúc. Chị Cúc chắc lẽ là chia sẻ giùm em cái một số thông tin về cái tình hình của cháu. Cháu bị là từ lúc nào giờ lúc mới sinh à? Từ mới có mấy ngày là cháu bị sốt làm liệt não luôn, tới hôm nay luôn là 24 tuổi rồi. Dạ. Wow, rồi vấn đề ăn uống sinh hoạt của cháu là sao chị hả? Là ăn uống sinh hoạt là tự chị làm cho cháu nó, chứ cháu đâu có biết đi, cháu cứ nằm chỗ như vậy á. Wow. Hồi giờ là cứ làm mẹ làm thôi, chứ mẹ thì chút phụ chút ít thôi, mẹ dạ. Còn đi câu đi kéo nữa. À, anh ở nhà thì đi biển, còn chị thì bây giờ cứ lo công việc lặt vặt ở nhà, mà muốn quan trọng là cũng phải tập trung lo cho em. Lo cho cháu nó thôi. Dạ. Ồ, cũng khó khăn ha. Là gia đình mình có một mình em này hay là còn có thêm nữa chị? Còn một đứa em gái mới đẻ, cứ như đẻ cháu này được 10 tuổi á, thì dạ. Đẻ được thêm 10 tuổi thì đẻ đứa em gái mới dạ. Năm nay là được học lớp 9 rồi, năm nay được 14 tuổi rồi. Dạ. Tại cháu nó được 24 tuổi. Dạ, đây thì cũng là một cái trường hợp thế này cũng rất là gánh nặng cho gia đình anh chị. Kinh tế chủ yếu tập trung vào là cái nguồn chính của anh hay gì ha? Đúng rồi, chứ ở nhà cũng không có làm được cái gì hết. Còn chị thì bây giờ có làm gì không? Là, thứ nhất là tập trung ở nhà lo cho em, rồi bên cạnh nó có làm gì thêm nữa thì, không? Thì ví dụ mình lấy đồ cho con mai ngày kiếm 20.000 để ăn bánh, cho cháu nó ăn bánh vậy thôi, chứ đâu có làm gì. Như vậy là thực tế ra là chị ở nhà làm cho vui, chứ còn hầu như tập trung chủ yếu là để mà cho cháu nó thôi. Cháu nó, bởi vì là tất cả vệ sinh vệ sinh ăn uống là phải có người ở bên cạnh hết, cho nên là cũng là hoàn cảnh cũng cực là khó khăn đó. Đó thì vừa rồi cũng thông qua một số thông tin em cũng chia sẻ lên cái cộng trên mạng cộng đồng, và cũng có một số anh chị ở mạnh thường quân ở nước ngoài thì cũng gửi cho cháu một số phần quà Tết. Thứ nhất là lì xì cho cháu, đặc biệt hơn nữa là cũng có góp phần nào đó để nó giải quyết vấn đề cái khó khăn kinh tế của anh chị trong gia đình. Bây giờ chắc có lẽ là em trai những phần quà là từ các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm từ nước ngoài nha chị nha. Cái này là cháu lượm nhận được không, hay là chắc là lẽ là mẹ nhận thay cháu hả? Đưa à, dạ rồi. Đó thì thế này. Thứ nhất là cô ở Mỹ lì xì cho cháu, cũng như là tặng cho anh chị, tặng cho cháu, cũng như là giảm bớt gánh nặng cho gia đình mình, làm với $100. Cái này là trước hết là chắc có lẽ là anh nhận giúp em ha. À, dạ cảm ơn. Nếu cảm ơn không có em là cầu nói thôi, cảm ơn là những người mà để trao những phần quà cho anh. À, dạ, dạ từ từ để lát anh cảm ơn sau. Rồi một cái thông tin tiếp theo nữa, đó là em Trực ở Mỹ đó, thì tặng cho cháu là $100. Rồi tiếp theo là anh Tony ở Canada. Là anh này là con của chị Mỹ và anh Đông, đang định cư ở Canada, tặng cho cháu là $2,000. Rồi chắc có lẽ anh Hùng nhận giúp em. Rồi tiếp theo nữa là chị Na. Thì chị Na này là cũng là con của chị Mỹ và anh Đông, cũng đang định cư ở Canada, tặng cho cháu là với trị giá là $2,000. À dạ. Con cũng cảm ơn các bạn. Con cũng là xin cảm ơn cô và em Trực. Rồi chúc cô và em Trực cũng ăn Tết vui vẻ, chừng này hạnh phúc, sức khỏe dồi dào. Rồi
cậu cũng chúc Na với Tony là sức sống dồi dào, vạn sự như ý. Rồi mong các cháu vui vẻ. Dạ rồi, cảm ơn anh. Chị cái nhà này là nhà của mình hay là nhà như thế nào hả chị? Chị nhà đây là của ông anh, ông thấy không có nhà ở, mướn nhà mười mấy năm nay á. Dạ. Cho nên không có nhà ở, ông thấy gì không? Cho ở ở. Cho ở nhờ giữ nhà giùm thôi cho người ta thôi. Dạ, không có nhà cũng gì hết. Đó tình hình thấy tình hình cũng kỳ là khó khăn. Chắc là cho em chia sẻ thôi, tại vì cháu nó bị rồi cứ nằm như thế này rồi có ảnh hưởng vấn đề trong cái sức khỏe không? Cháu nó bị eo sống lưng nè. Wow. Ủa nó ẻo này là do sao hả chị Cúc nó, hả? Nó nằm thế, nó xong nó ẻo một bên, xong tự nhiên nó ẻo qua. Cong cái sống đốt sống lưng nó cong qua dạ. Một bên vậy. Ồ như vậy là do nằm viết một thời gian cho nên là bị quẹo luôn cái đốt sống. Rồi chắc có lẽ là em cũng trao những cái phần quà cho các mạnh thường quân từ nước ngoài đến cho anh chị rồi. Thì cũng rất là mong cho đầu tiên là mong cho anh chị mới có một sức khỏe. Rồi bên cạnh đó thì em cũng cảm ơn em Bằng cũng như thay mặt anh Châu. Cảm ơn các quý cô chú anh chị, các mạnh thường quân đã tin tưởng em Bằng cũng như anh Châu để trao những cái phần quà này đến những cái có những cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn giống như gia đình của chị Cúc và anh Hùng. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn em. Anh cũng xin cảm ơn Bằng và Châu. Dạ không có gì anh. Dạ không có gì. Mấy con mấy chị rồi nói chung là ít nhiều nó cũng giảm bớt cái gánh nặng cho gia đình mình. Em cũng xin chúc chị Mỹ, anh Đông rồi mấy cô với chúc rồi chúc tài này kia nọ rồi mạnh khỏe vui vẻ, sức khỏe dồi dào và sự như ý. Rồi okay, cảm ơn anh nhiều. Rồi chào anh chị nha. Rồi hai, mến chào quý cô chú anh chị cũng như các bạn. Thì hiện tại bây giờ là em Bằng, anh Châu đang cầm cái máy. Thì đang ở cái chỗ mà vị trí mà đại lý vừa rồi cũng có chia sẻ hình ảnh á, đại lý vé số. Thì đến hôm nay thì có mấy cô chú anh chị các mạnh thường quân gửi quà lì xì. Vui nha. Cho những người lớn tuổi bán vé số. Thì hôm nay đến thì một số chú lớn tuổi đã đi về rồi. Đó thì cái vị trí này nè, đó bữa trước mấy có cái cô lớn tuổi và cái vị trí là có mấy chú nữa, trong hôm nay thì mấy chú về nhường chỗ cho xe đạp rồi. Đó thì xe đạp mấy cô đi bán về, từ bên cạnh đó thì cũng có lộn thêm để mà đó, lon nhựa là cũng để mà tăng thêm cái thu nhập. Đó thì hôm bây giờ là chắc có lẽ là Bằng chia sẻ những cái phần quà từ quý cô chú anh chị ở nước ngoài gửi về. Thứ nhất là em chào vợ chồng chị Mỹ và anh Đông đến từ Canada, đang định cư ở Canada. Thì anh chị có chia sẻ cho 1 triệu đồng cái bác lớn tuổi mà có chồng bị tai biến á, thì bác nó tên bắt đầu á, nhưng mà bây giờ bác đã đi về rồi thì chắc có lẽ là em giữ lại cái phần quà này để chờ mà ngoài ngày chờ bắt đầu vào, thì nếu có dịp cơ hội thì em sẽ tới trao phần quà này và em sẽ ghi hình cho anh chị xem. Đó thì anh chị gửi về là tổng cộng có 4 triệu 7, thì 4 triệu 7 thì hợp bây giờ ở đây thì nó có tổng cộng là 12 người, thì chắc có lẽ là em chia sẻ tặng cho mỗi người là 300.000. Thì tổng cộng 12.000 là tổng cộng 12 người thì hết là 3.6 triệu, còn lại 1.1 triệu. Thì chắc có lẽ tối nay em đi tìm những cái hoàn cảnh nó khó khăn, nó cũng khó khăn tương tự để chia sẻ bớt cái phần quà của anh chị. Thì cái đoạn đó chắc có lẽ là em ghi hình để chia sẻ sau. Còn trước hết bây giờ là để gửi cho các anh các cô các chị có mặt ở đây ha. Cô tên gì nhỉ? Nguyễn Thị Trang. Nguyễn Thị Trang hả? Ừ. Rồi, cái đây là phần quà của từ chị Mỹ và chồng chị Mỹ Anh Đông từ Canada. Nói chung là thấy những cái hoàn cảnh khó khăn của anh chị cho nên là vợ chồng anh chị cũng chia sẻ bớt cái phần quà lì xì. Ở Canada. Dạ. Okay. Thì bây giờ em thay mặt lì xì cho chị 300.000, thay mặt anh chị lì xì 300.000, ăn Tết vui vẻ nha. Chị cảm ơn hai vợ chồng của anh chị Mỹ Anh Đông. Đông. Rồi chị rất vui vẻ nha. Rồi chào, hello chào người em, chưa nói là rung quá. Chưa nói là rung. Rồi thay mặt gửi chị lì xì chị nha, ăn Tết vui vẻ nha. Dạ em cảm ơn mạnh thường quân và cảm ơn chị Mỹ và anh Đông đã gửi sơ qua cho em ăn Tết. Em chúc anh chị sức khỏe dồi dào, ăn Tết vui vẻ. Tươi ghê, tươi ghê. Đây là hoa hậu của phòng này. Rồi thay mặt vợ chồng anh Lan. Chị
Rồi gửi cô Lan nha, lì xì cô Lan nha. Cô cảm ơn, trước mắt là cảm ơn hai em trước. Rồi cảm ơn vợ chồng chị Mỹ với anh Đông á, cảm ơn anh chị đó. Chúc Tết vui vẻ, Tết vui vẻ, cả gia đình luôn luôn hạnh phúc. Dạ, rồi. Rồi bên cạnh đó thay mặt vợ chồng anh chị em gửi cô nha. Rất là cảm ơn hai cháu, sau nữa cảm ơn vợ chồng chị Mỹ anh Đông. Mỹ anh Đông đó. Ở bển ăn Tết vui vẻ, dồi dào sức khỏe. Rồi. Rất là vui. Rồi, bạn chị gửi lời chị cho cô nha. Và chị Mỹ rất là vui, đúng khi Tết. Giờ cũng chúc coi như chị Mỹ, anh Long là coi như ăn Tết rồi cho vui vẻ, là cho mẹ dối, là cho anh em nữa. À, đó, con ghê, dành thủ dữ dàng. Rồi, thay mặt cho vợ chồng anh chị gửi cô. Dạ, em là Sương ạ. Có gì em cũng nhận cảm ơn hai vợ chồng anh chị Mỹ, anh Long. Chúc anh chị năm mới sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Rồi, vui vẻ. Đây hai mẹ con, coi cái cháu bị khuyết tật. Dạ, em là Nghi, đây là mẹ, là con là Tuấn. Dạ, em còn chúc anh chị Mỹ, anh Đông để gửi đến phong quà của hai mẹ con. Rồi, thay mặt anh chị gửi cho chị. Dạ, cảm ơn hai anh chị rất nhiều. Chúc anh chị hạnh phúc. À, rồi. Quá tuyệt vời. Rồi, thay mặt cho anh chị bữa gửi. Bữa xin thôi, xin chó mới rung đây. À, còn chúc vợ chồng của chị Mỹ anh Đông đem má sức khỏe gặp nhiều may mắn, làm cho nhiều tiền gà như thật đi. Rồi, thủ cho thủ kia. Rồi em bằng thay mặt anh chị gửi tiền lì xì cho chị ăn Tết vui vẻ nha. Tôi thì vô chúc vợ chồng anh Đông chị Mỹ dồi dào sức khỏe. Cảm ơn vợ chồng anh Đông. Rồi, rồi. Ok. Đây. Rồi, chị thì cười rất tươi đây. Thay mặt đây. Từ từ em lì xì á, thay mặt anh chị gọi lì xì trước cho nó. Lì xì cũng chúc cho anh Đông chị Mỹ sức khỏe dồi dào. Quẹt sự như ý. Làm đeo được đấy, muốn gì được nói. Cảm ơn rồi, ok. Rồi. Rồi chú này thì thay mặt vợ chồng anh chị gọi lì xì cho chú. Cũng cảm ơn anh gì? Anh Đông với chị gì? Chị Mỹ. Họ cũng quen này rồi. Cũng cho em là điều đỡ bệnh là anh chị điều tốt ăn Tết vui vẻ cho rồi là... tuyệt vời rồi cảm ơn nhiều rồi thì bên cạnh là số tiền thì hồi nãy chia sẻ quý mấy cô chú ở đây thì còn lại là 1.100.000 thì chắc có lẽ là tối nay em với anh Châu là để mà tìm những cái hoàn cảnh khó khăn để chia sẻ với cái phần quà này thì em sẽ ghi hình sau rồi anh đại luôn. Thì vừa rồi mới bằng á mới gửi cái tiền lì xì của vợ chồng chị Mỹ và anh Đông tới cho các chị em các chú ở đây, những người bán vé số từ Phú Yên tới. Thì đây á là phần quà của chị Lan và chị Loan đã. Thì chỉ gửi cho mấy người có hoàn cảnh khó khăn là số tiền là 5.000.000. Thì ở đây á là em sẽ gửi lì xì thay mặt chị Lan chị Loan gửi cho mỗi người là 300.000. Ở đây 12 người thì tổng số tiền là 3.600.000. Thì còn số tiền còn lại là 1.400.000 sẽ chia sẻ cho những hoàn cảnh khó khăn khác. Đó, thì nhờ mọi người nhận quà lì xì của chị Lan chị Loan giúp giùm em nha. Mỗi người 300.000. Hồi nãy lãnh rồi bây giờ lãnh nữa không? Lãnh nữa hả? Sao lãnh mỏi tay quá. Đây chị Trang, rồi dạ, em gửi. Em cảm ơn biết vợ chồng của... Không, chị Lan, chị Loan. Chị Loan à. Em cũng cảm ơn cho em biết nói nhật. À, rồi. Rung quá rung. Không sao, cảm ơn là tốt rồi. Đây. Dạ, em là Nhị, em cũng xin cảm ơn chị Lan, chị Loan đã gửi phong quà cho em ăn Tết. Em cảm ơn chị Lan, chị Loan, chúc chị Loan, chị Lan ăn Tết vui vẻ. Rồi, ok. Rồi. À, cô Lan, con thay mặt chị Lan, chị Loan gửi cho cô Lan. Cô cũng cảm ơn em Lan, em Loan cho quà cho cô có ăn Tết. Chúc Lan với Loan ăn Tết vui vẻ, dồi dào hạnh phúc. Rồi, ok. Cảm ơn hai em trực tiếp đến cho Lan. Có gì vậy? Rồi, đây cô nhận giúp con 300.000. Cô cũng cảm ơn cô Lan, Loan, hai cháu. Chúc hai cháu ăn Tết vui vẻ, mạnh khỏe, dồi dào sức khỏe. Rồi, chúc
đi bữa đó. Lan chị là em Lan, em Lon, coi như chị cảm ơn, coi như là coi như Tết là ăn Tết vui vẻ thôi, có tiền gì gửi cho mấy chị khổ nữa. Ok. Rồi đây. Chị kia giúp giùm 300 ngàn. Chị là Sương à, cái gì chị cảm ơn Lon và Lan. Dạ em là Nghi, con em là Tấn. Dạ em cảm ơn chị Lan, chị Lon để có lòng hảo tâm gửi đến những người khổ. Em rất là cảm ơn hai chị và cảm ơn hai anh để chị con nói đến đây. Dạ rồi, em cảm ơn. Okay. Rồi chị nhận giúp em 300 ngàn của phần của chị Lan, chị Loan. Cũng nhờ là có hai em nên chị cũng được có hôm qua này Tết. Cũng cảm ơn chị Lan với chị Loan. Nên má sức khỏe, gặp nhiều may mắn. Rồi, thank you chị. Hạnh phúc. Rồi chị nhận giúp em 300 ngàn. Em là Thị Nhung. Cảm ơn chị Lan, chị Loan. Chúc năm cũ với năm mới dồi dào sức khỏe hơn năm cũ. Cảm ơn chị. Rồi, chị cười thứ nhất cùng dưới đây rồi, mời chị. Chị là Dương Thị Cúc, cũng chúc sức khỏe chị Lan gì luôn, gặp nhiều may mắn, làm đeo được đấy, sức khỏe cho gieo. Ủa chú bây giờ là chú chuẩn bị đi à? Rồi, người cuối cùng, mời chú nhận giúp trước khi đi làm, đi bán tiếp. Thâu cũng quên tên rồi. Lan Loan. Thâu cảm ơn anh chị luôn. Dạ rồi. Thâu cũng cảm ơn. Dạ rồi, dạ rồi. Rồi bây giờ chú đi ha. Thôi chúc chú là mua mai bán đắt nha. Đây mới quên, sơ sót mới có 1 suất à. Đây được 2 suất. Hai người hai suất. Đây nhận nhận được 2. Được 2 của Lan Loan đó. Dạ, em cảm ơn. Rồi. Chúc cả nhà chúc vui vẻ nha. Các cô các chị là định khi nào mà về rồi đó ăn Tết? Chắc cũng chắc 28. 28 hả? 28. Dạ. Đúng rồi, một người 25 giờ đây đây, giờ lần đây đây. Rồi còn khi nào các cô vào? Ăn Tết xong vào. Còn mùng 6 là lo là phải kêu còn mùng. Còn đây chạy khô quá chị. Đi vô giờ cũng cho bán. Đó thì vừa rồi những cái hình ảnh đã cũng chia sẻ đến quý cô chú anh chị, đặc biệt là vợ chồng chị Mỹ anh Đông cũng như là chị Lan chị Loan. Thì bên cạnh đó thì vừa rồi có anh BT ở Canada thì anh cũng chia sẻ với em là để đến gọi cho cháu bị thiểu năng hay gì hả, bị não hả? Dạ. Đó thì gọi là cho cháu là 200.000 thì chị cháu 200.000 để mua sữa cho cháu cho nó vui. À, thì thay em thay mặt anh BT ở Canada đó thì gọi cho cháu, chắc lại là chị nhận giúp em ha. Dạ em là mẹ của Tuấn, cũng cảm ơn anh BT để quan tâm và thấy quẹo thương và cho tiền mua sữa. Dạ em cảm ơn. Rồi xúc động quá. Dạ. Tội nghiệp cháu nó bị vậy. Rồi cô cố gắng lo cho cháu nha. Dạ. Rồi. Dạ mừng quá không biết nói chứ. Nói vậy là giỏi quá rồi. Em giờ chị coi kiếm, cô coi kiếm đấy được không? Dạ, dạ, ý kiến sao? Em này, em mà nhận điện thoại này, chồng ở nhà cũng bị tâm thần. Bị bé như này. Hôm qua mời bệnh sắc mặt. Em nhận điện thoại của hai em ấy. Chồng khóc thế này. Mời bệnh giờ ý kiến đây là, giờ kẻ nha, điều ý kiến là chị Hằng đây còn có chị âm thầm. Mà giờ là cũng như là mất sức lao động luôn. Không làm được, giờ chị làm là nuôi hết kẻ gia đình. Cái gì là có cái gì cũng gửi cho giúp đỡ cho chị Hằng. Kẻ nha, còn điều là mừng hết. Nói chung hoàn cảnh nói xúc động của em xúc động cũng thương chị. Thì nếu mà may mắn có ai mà thấy hoàn cảnh của chị mà chia sẻ hay là giúp đỡ thì tụi em lại tiếp tục làm cầu nối. Thôi có gì đâu, rồi khóc. Rồi cho em hỏi xúc động không? Ủa anh ở nhà là bị sao? Bị tắc mạch đây. Bị tắc mạch hả? Một tháng. Tắc mạch là sao chị? Em có thể chia sẻ rõ được không? Bị tắc mạch nhãn mạch máu ấy. Hồi chẳng khi không có tiền chạy tiền cả tiền đó. Đi vô thông mạch máu thì mạng tấm không điều trị được.
Rồi bây giờ tình trạng của anh ở nhà là sao? Giờ nhé, không giờ đâu làm gì, chị la hết. Giờ nói chung là giờ chị đang ở đây về chị nó không được. Để hôm bữa em có xuống thêm mà. Hôm bữa em có xuống thêm là anh ấy là dạng như nó bị hư đây là coi như nó hư tao neo là tháo khớp tao máy cho không có trị được. Đấy là chồng của chị Hằng. Em có xuống thêm. Dạ, cho nên là thấy quan cảnh của chị rất là thương. Tắc nghẽn mạch máu hay gì hả? Dạ, tắc nghẽn mạch máu nhưng mà do mà mình không có trị sớm ấy. Dạ. Cho nên là giờ mạng tính nó không có trị được. Dạ. Em một máy ném rầu, ổng đâu có làm gì đâu. Chị Hằng đi bán số chứ à, như cả nhà. Rồi giờ cứ là thúi tao đeo là lách mách tay. Rồi mấy đứa nhỏ rồi đó sao? Chị được mấy đứa mấy? Mấy, mấy hai đứa à? Lớn không? Hai đứa lớn hả? Hồi đứa má có 4 tuổi, kia 6 tuổi. À, dạ rồi thì nói chung là những hoàn cảnh của chị thì những hoàn cảnh của chị thấy nghe qua chị chia sẻ thì cũng khó khăn đó, thì trước hết là em cũng ghi hình ảnh thế này thì đợi cũng chia sẻ lên cái trang mạng xã hội, nếu mà những cái nhà hảo tâm các mạnh thường quân nào cảm thấy có cái lòng giúp đỡ thì em là người cầu nối, mà nếu được thì có những phần quà tốt thì em sẽ chuyển những phần quà đến cho chị đóng cái gì đóng giải quyết bớt cái phần khó khăn cho gia đình. Đó vậy chị còn cảm ơn do nó xúc động quá, không nói không ai nói tới thì vạn vui, mà ai nói tới tự nhiên nghẹn. Đúng rồi, đó là nỗi buồn của gia đình. Thôi nói chung là chắc có lẽ bây giờ cũng năm bản tháng rồi thì em cũng thêm em với anh Bằng, em là Bằng, anh Châu, chắc có lẽ là chúc trước hết là chị cũng như tất cả toàn thể các cô các cô các chị ở đây cái năm mới đó là vui vẻ tinh thần vậy đó nha. Rồi chào các em, chúc các em có nhiều lâu lâu vô thăm với con. Mình có chuyến vào thăm thường xuyên. Chúc hai cháu cũng mạnh khỏe chứ. Lâu chúc hai cháu mạnh khỏe lâu lâu rồi vô thăm cô rồi nha con. Dạ. Anh tới phải khúc vô vào. Rồi, mến chào quý cô chú anh chị, hiện tại bây giờ là Bằng đang ở một căn nhà. Thì cái căn nhà này thì đại lý vi số thì cũng giống như hồi chiều mình làm ở bên chỗ đường Đồng Nai, thì đại lý vi số thuê cái phòng này cho các cô các chú để mà ở ngoài bán vi số. Thì bây giờ thì đã và cũng đã là 10 giờ 15 đêm rồi, cho nên hồi chiều đến thì làm bên kia xong rồi thì các cô chú bên này thì đi bán vi số hết, thì giờ đến chợ đến mãi khuya thì các cô chú mới về. Thì để chia sẻ bớt cái tình thương với lại những cái nhà hảo tâm mà vừa rồi cũng gửi ít tiền về để cho các cô các chú lớn tuổi mà có hoàn cảnh khó khăn để đi kiếm thêm á, thì bây giờ là thế này, để mình đọc tên một chút. Thứ nhất là vợ chồng của chị Mỹ Anh Đông ở Canada, thì vừa rồi có gửi về cho 4.7 triệu cho những cái hoàn cảnh mà nó khó khăn, đặc biệt là có cô chú lớn tuổi bán vi số. Thì vừa rồi thì cũng chia sẻ một số tiền bên kia thì hết 3.6 triệu, còn lại đằng này là 1.1 triệu. Thì còn bên Châu bên đó còn bao nhiêu anh Châu hả? À, đây gửi giùm cho chị Lan với chị Loan là còn 1.4 triệu để ủng hộ của mấy cô mấy chú ở đây luôn. À, chị Lan với là chị Loan thì gọi về 5 triệu, thì rồi chia sẻ một số bên kia thì hết 3.6 triệu, thì còn lại 1.4 triệu, là tổng số tiền bây giờ hai nơi còn lại á thì là 2.5 triệu. Thì bây giờ là chắc có lẽ là Bằng thay mặt các cô chú anh chị bên đó thì để cho những chia sẻ những phần quà này cho những cô những chú lớn tuổi thì mỗi người 300.000, thì còn lại là kia chắc cái chị kia với anh kia thì hai bạn trẻ đây chắc mọi người 200.000. Okay. Đó thì đây là cái món quà về tinh thần lì xì của anh chị bên nước ngoài gửi về các cô các chú cho Tết cho nó vui vậy đó nha. Rồi chứ hết là con gửi chú nhận giúp con nha. À, chú cha cho biết cái tên chú tên gì hả? Tên Lê Kim Đính. À, chú Đính. Rồi chú Đính nhận giúp. Rồi con gửi cô. Cảm ơn cháu. Dạ, cô tên gì nhỉ? Quả Thị Trinh. À, cô Trinh. Trinh. À. Rồi, con gửi cô. Cô có lẽ lớn tuổi nhất hả? Cô năm nay bao nhiêu? Anh Nhị, Trương Thị Nhị. À, cô Nhị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 68. À, 68 tuổi hả? À, cô Trinh cũng cỡ 6 mấy hả? 68 chưa theo. À, dạ. Rồi, cô năm nay bao nhiêu tuổi hả? Rồi, cháu gửi cô. Cô 68. À, 68 luôn. Rồi mấy cô tập trên hàng 6 hết hả? Phải. Ủa sao mà lớn tuổi thế này không ở bên đó mà còn đi phải chạy vô trong này và đi buôn bông bay vất vả vậy? Giờ khổ quá, không ai thôi. Khổ quá cô, giờ phải đi vậy sao con? Mà Tết không dẹn Tết à? Chắc hôm nay mai cũng 31 giờ con. À, dạ. Cũng ráng kiếm ít đồng ha. Kiếm ít đồng rồi. Bữa nay kiếm được nhiêu rồi? Bữa nay nè. 2 triệu. Bữa nay nè. Ờ, bữa đây có 120 à. Ờ, tụi bữa nay kiếm 2 triệu quá giàu.
Hôm nay cô đáng á con. Cái bữa nay 920 hả? Rồi, chứ con thay mặt gửi một quà cho chú nha. Chú năm nay cũng 68 tuổi mà trông trẻ ha, phong độ ha. Trông khỏe, ngày đi khoảng được 10 cây số không chú? Tôi sẽ đi gỡ đồng cho. Coi coi cái chân nè. Sưng chân luôn hả? Sưng chân luôn mà. Sưng dầu. Chú mới chia sẻ là đi nhiều quá để bán được cái số nhiều phải đi nhiều cho nên là cẳng giò là sưng hết. Sáu mấy tuổi mà còn trẻ nè. 62 rồi. 62 à? Rồi con gọi chú nha. Chú tên gì? Tên Nghĩa Minh. Chú Minh. Chú Minh. Cô cũng 68 tuổi ha. 62. Rồi cho con gọi cô nha. Cô điểm. 62 tuổi. Đây anh thanh niên đẹp trai đây. Ủa thanh niên mà sao mình không đi làm gì bấm số anh cho em gọi anh cái này. Bấm số cũng may. Rồi đẹp trai. Thanh niên mấy kim thêm tết. Bán tiền lên hả? Rồi, nhận ly xì của... Rồi, gửi chị gái này nha. Nghe nói là chưa có gia đình hả? Dạ chưa. Kén ghê ha, đẹp gái mà chưa có gia đình hả? Thế sao? Biết đâu lên lên sống có ông nào rước sao? Tên tên gì vậy? Tên ca. Tên ca. Đây là quà của vợ chồng chị Mỹ, anh Đông và cô Lan, cô Loan. Đó, thì gửi cho lì xì mọi người ăn Tết cho vui vẻ. Cảm ơn cô Mỹ rồi đó, con cảm ơn. Sức khỏe năm mới cho cô chú. Rồi. Mình vậy là vui rồi, có vui không? Vui. Mà nếu mà có ai mà thấy cái video này mà gửi thêm tiền có nhận nữa không? Sao nhận nhiều mỏi tay chứ. Ủa cái phòng nhỏ thế này là mấy cô mấy chú rồi tối sinh hoạt ngủ như thế nào? Các cô chú là nằm cái vị với diện tích thế này không vậy? Đây 10 người đây. Còn phía trong đó là dành cho là phụ nữ. Con lũng trời mưa hả? Ủa, tôi lũng hả? Tôi mới mà lũng hả? Ôi, mới đứng lại này chừng không là lũng lên chọt gì mà tao ngủ rút nha. Ủa như ướt vậy là sao mình ngủ? Ngủ cũng ngủ. Ngủ là ngủ tí lắm. Ngồi đi ngồi cắt ngồi cứ chùm chùm cho đâu ngủ được đâu. Tí lúc đây đâu lại cố đó. Rồi. Rồi chắc có lẽ đến đây là con xin dừng. Trước đó là con cũng thay mặt cho các anh chị cái đó là gửi lên là chúc sức khỏe cho các cô các chú ha. Và rồi, con cũng chúc các cô các chú có năm mới rồi đón Tết vui vẻ. Cô cảm ơn hai con. Chúc cho con sức khỏe vô vào ăn Tết rồi cho nó. Hẹn gặp lại nha. Nếu may mắn. Rồi con cảm ơn. Rồi xin chào. Đây. Bán được không anh con? Cũng bình ngày hai bữa. Ngày hai bữa. Bữa ăn hả? Bữa ăn có đủ nhậu không? Hả? Có đủ nhậu không? Đủ rồi đó. Đây khoan gian quá. Khoan gian quá rồi. Khoan gian quá rồi. Khoan gian quá rồi. Khoan gian quá rồi. Đây coi như là hàng quán, coi như là cái không gian ở đây nó hay. Rồi em quay biển rồi đó. Chơi làng xóm rồi cho mọi người. Mến chào quý vị và các bạn, mến chào các mạnh thường quân. Hiện tại Châu và Bằng đang ở hẻm 83 Sắm Bầu, làng Chuột, thành phố Nha Trang. Thì hiện nay thì đang ở chỗ nhà anh Tuấn bị tai biến. Thì Châu và Bằng thay mặt các mạnh thường quân tới đây gửi phần quà cho anh Tuấn và bác Bảy. Bác Bảy bữa nay cũng có quà, có tiền lì xì. Đây, trước mắt con gửi cho bác trước là có chị Vân, bạn chị Hoa bên Mỹ mừng tuổi bác, số tiền là 500.000 đồng. Đây bác nhận giúp con. Bữa nay là có quà vui rồi. Được trước cảm ơn, cảm ơn hai chú công lao để săn sóc cho em đó. Dạ, đây là cuộc quà của chị Vân. Đây chị Vân. Cảm ơn cô Vân nữa. Yeah. Yeah. Chị Vân này là bạn của chị Hoa ở bên Mỹ. Yeah. Cũng mừng tuổi bác. Năm yeah. nay bác cũng 8 mấy rồi ha? 83. 83 có tiền mừng tuổi sớm vậy vui rồi. Yeah. Đúng không? Bây giờ đến phiên chị nhận giúp cho anh Tuấn nha. Yeah. Thứ nhất là có chị Lan và chị Loan. Yeah. Gửi đến cho anh chị là số tiền là 5 triệu đồng. Yeah. Để chị lo cho ảnh về thuốc thang. Yeah. Cũng như là về ăn uống.
Đây, chị nhận giúp em. Dạ. Đây, 5 triệu. Kế tiếp á, là có 4 người, 5 người cũng ở bên Mỹ. Dạ. Thì gửi cho chị với số tiền là tổng cộng là 6 triệu. Dạ. Thì danh sách như sau. Bà Hai gửi cho anh Tuấn 1 triệu. Dạ. Chị Lan 1 triệu. Dạ. Chị Trúc 2 triệu. Dạ. Chị Hoa 1 triệu. Dạ. Và anh Huề gửi cho anh chị là 1 triệu. Dạ. Đã, tất cả mọi người này ở bên Mỹ. Dạ. Tổng cộng là 6 triệu. Dạ. Đã, cũng gửi cho chị. Dạ. Dạ. Mong chị giúp giùm. Dạ, dạ, nhận. Thôi, bây giờ em nhận số tiền này. Cũng cảm ơn các mạnh thường quân. Với lại các anh các chị với lại ở bên đó có gì cũng chúc một năm mới an khang thịnh vượng, cảm ơn nhiều. Dạ. Rồi vì dạ. em cũng rất là mừng. Dạ. Cũng gần Tết rồi. Dạ. Mà có thêm một chút quà cho gia đình để mà lo. Dạ. Cho anh Tuấn. Dạ. Thì rất là vui. Dạ. Tết năm nay là chị cũng đỡ lo bớt đúng không? Dạ. Với số tiền này thì cũng dạ. Có thể cho ảnh tiếp tục điều trị cái chân. Dạ. Như là cái tay châm cứu. Dạ. À, để hỏi thăm anh Tuấn trước. Anh Tuấn thấy người sao? Thấy người sao? Em cũng khỏe. À cũng khỏe ha. Đi không được. Đi không được biết rồi. Đi không được bây giờ đang cố gắng huy động giúp đỡ. Dạ. Để mà anh tiếp tục điều trị đi được nè. Dạ. Ăn sáng chưa? Dạ. Đưa cho anh cầm lại nè. Đó, quà của các nhà hảo tâm gửi cho anh á. Để cho anh điều trị. Cảm ơn anh. Dạ. Mừng không? Ăn Tết vui không? Vui chứ. Vui chứ. Vậy được rồi. Phải tinh thần phải lạc quan nha, cố gắng mau bình phục. Đứng dậy đi. Cảm được nha. Chú ha. Em chờ một ngày sớm nhất. Cảm ơn. Em chờ một ngày sớm nhất anh đi được, anh em mình uống cà phê. Yeah. Nha. Ok, nhớ nha. Rồi. Okay. Rồi, con xin chào cả nhà và chúc cả nhà anh Tết vui vẻ. Cảm ơn hai cháu cũng sự may mắn có giúp đỡ chú bề trên gia hộ cho hai chú khỏe mạnh. Có lòng mà để mà giúp đỡ cho người tàn tật, bệnh tật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, rồi con cảm ơn bác. Chúc bác mạnh giỏi, anh Tết vui vẻ. Con xin qua nhà kế tiếp. Rồi, con chào hết. Rồi. Hiện tại Châu và Bàn đang ở nhà bác Sáu Quảng. Bác Sáu Quảng đúng không? Dạ. Ê, có chị Vân, bạn ở chị Hoa ở bên Mỹ á. Dạ. Mừng tuổi bác. Chị Hoa. Bác ăn Tết vui vẻ nha. Dạ. Dạ. Bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bác Sáu. 82. Bác 82 hả? Còn mấy ngày nữa mới 82, năm nay mới 81. 81 là chuẩn bị Tết rồi, 82. Dạ. Bác thấy khỏe không? Người khỏe không? Còn nó bị tim nữa rồi. Nó nổi mệt trên người coi như nằm tại chỗ chứ không có đi mà cứ đi là nó tét thở. Thành uống thuốc tim miết rồi. Thì lớn tuổi hay bị tim mạch. Như đi là nó bị sụi đó, đi nó muốn quỵ xuống không. Cái cản đây với cái tà đây nó bị hơi bị run ha. Cái cản đây là còn được, cái cản đây đi nó run. Đi nó cứ quỵ xuống, hầu đi nó muốn té luôn, phải gìn chết đi. Phải cẩn thận nha, mới đi đứng cẩn thận. Thành đi đâu khổ quá. Đi về nó mệt gì không trời. Dạ cảm ơn. Giữ gìn sức khỏe. Dạ cảm ơn hai. Tết vui nha. Dạ cảm ơn hai chú. Hôm nay có lì xì sớm vui không? Vui. Không có làm gì được, có tiền thì nghe nó lì xì là mừng quá. Con cũng mừng. Còn hai bác nữa. Con đi về. Cảm ơn mấy chú. Dạ rồi. Con chào cháu ạ. Hiện tại bây giờ Châu và Bàn đang ở nhà bác Năm Trai, hẻm 83. Đây là đường xuống biển rồi. Con chào bác. Bác Năm Trai phải không? Dạ. Thế này, có chị Vân á, bạn ở chị Hoa ở bên Mỹ á. Mừng tuổi bác. Số tiền là 500.000. Bác Năm giữ giùm con nha. Cảm ơn. Cảm ơn chị Vân á. Không phải cảm ơn con đâu, cảm ơn chị Vân á. Cảm ơn chị Vân. Chúc bác và gia đình ăn Tết vui vẻ nha. Cảm ơn Vân ăn Tết vui vẻ luôn. Bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi bác Năm? 83. 83 hả? Bác thấy người khỏe không? Bệnh miết à. Bệnh miết hả? Bị sao? Bệnh miết à. Mà bị sao à? À. Mà bị sao?
bị bao tử. Bao tử hả? À. Ăn được không được à? Ăn được cũng đâu rồi. À. Vậy đói rét à. Ồ, dạ. Uống sữa được không? À, uống sữa được. Uống sữa được, lấy từ này mua sữa uống nha. À. À. Cảm ơn chị Quang. À. À, cảm ơn chị Quang. À, rồi. Bác nghỉ ngơi nha, anh tới chị dễ nha. À. Đây là hai chị là... Hai chị em, luôn là mẹ. À, đây là mẹ. À. Đây là hai chị em. Hai chị em. À, chị tên gì? Nở. Chị Nở hả? À, chị là chị? Em, mấy chị, em, à. Em tên được. Đây là chị Nở, à. Dạ em tin được. À, hai chị ở đây. Quang vậy, ở đây, bữa nay bây về. À, à, rồi. Đây, chúc cả nhà ăn Tết vui vẻ nha. À, à, con đi gia đình tiếp theo. À. Nha bác. Em ơi, đây chị Quang ăn Tết vui vẻ luôn. À. À, nhà bác 10 phút là đối diện luôn. À. Rồi con chào bác Bảy. À, năm nay có chị Vân á, bạn có chị Hoa ở bên Mỹ á, gửi cho bác 500.000 mừng tuổi bác. À, cũng cảm ơn cô Vân giúp đỡ hoàn cảnh vợ anh luôn. Dạ. Bác Bảy năm nay bao nhiêu rồi? 79. 79 tuổi hả? Bác thấy những người khỏe không? Rồi bây giờ cái chờ chết chứ còn nữa chứ. Ờ sao vậy? Dài cuộc sống phát vị để đệm mà tay lực cả muốn nữa thằng người đi có làm cầu đâu đi đâu được. Đi được. Đi chừng 15 thước được chứ 20 thước thì không nổi. À, nó đầu nhất thì sao? Nó nhức từ trên đầu nhức xuống rồi mình lúc nào cũng thay dầu nóng chứ không nó ra không chịu nổi. À. Tức là cái thoát vị đĩa đệm nó làm ảnh hưởng thoát vị đĩa đệm rồi gai cuộc sống nó làm ảnh hưởng nó thần kinh nó xuống chân luôn lên đầu luôn chân luôn lên đầu luôn. À, còn tim mạch ổn không? Tim mạch thì bình thường. Ồ, cũng đỡ. Yeah. Đi đứng nó đâu hả? Đi đứng không được đây. À, có phải uống thuốc giảm đau gì không? Có năm nào cũng đi bệnh viện nằm lại hết thuốc này tháng nào cũng về lãnh. À vậy hả? Yeah. Ở đây bác Bảy sống với ai? Hai chồng già bây giờ tôi năm nay 62 tuổi. Bác gái khỏe chứ. Bây giờ bác cũng tập đòi ráng đi làm nuôi sống gia đình chứ không có ba nhà cho đó luôn. À bác gái làm gì? Bác đi phụ rửa chén cho mấy cái nhà hàng bán lẻ. À, được. Rồi ok. Dạ. 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 Rồi con chia sẻ hình ảnh gì chị Vân vô hôm anh đó coi. Dạ. Cũng gửi là cảm ơn cô Vân. Dạ. Dạ. Chúc bác và gia đình em tới vui vẻ nha. Dạ, dạ cảm ơn. Dạ, con xin phép đi gia đình tiếp theo. Dạ, dạ. Con chào bác Bảy. Dạ. Con chào bác. Rồi, sau khi phát quà Tết và gửi tiền cho gia đình anh Tuấn điều trị bệnh bại liệt của anh á, thì bây giờ mình chia sẻ hình ảnh của hẻm 83. Đó, đây là hẻm chính ra đường cái, đây là cái hẻm phụ đi ngang qua. Thì ở trục, làng trục này nó có những cái đường hẻm thông nhau á, nhỏ, nhưng mà rất là mát. Gió biển lên rất là mát. Thì bên này thì coi. Tiếp tục đây cũng hẻm 83. Con đường này thông ra cũng là hẻm lớn 83 đây. Còn đây là cái hẻm nhỏ. Đây, tiếp tục đây, ở khu này cũng rất là mát. Đường hẻm nhỏ hơn. Thông ngược lại cái hẻm 83 lớn này. Đây. Ê, tham quan một dòng khám phá khu hẻm 83 sắm chục. Đây. Ồ, nhà ai đẹp ghê. Có cúc có tắc sẵn này nè. Chào chị. Chào. Dạ, chúc mừng năm mới rồi ha. Cúc cúc bàn thọ. Bàn thọ 25.000 một chậu á. 25.000 cũng rẻ. Đây, cái nhà này chưa xây. Quà ai nó nhận nha. Rồi xong, bây giờ mình ra là hẻm lớn. Đó, nên đây là từ cái chỗ này nó đi ngược lại đi xuống biển, còn đây đi ra đường lớn. À, ok. Rồi mình cũng gần cái quay cái hẻm 83 ở đây, mình qua cái hẻm khác. Ôi, chào quý cô chú anh chị cũng như các bạn. Hiện tại bây giờ em Bằng đang có mặt ở nhà anh Thanh. Anh Thanh vừa rồi em cũng chia sẻ cái hình ảnh mà anh bị móp cái đầu á. Rồi chào anh Thanh. Dạ. Rồi chào chị.
Đây là chị Phượng, vợ anh Thanh. Thì vừa rồi thì có cái mạnh thường quân ở bên nước ngoài á, gửi tiền về thì để mà chia sẻ cho anh Thanh làm lại cái đầu. Như bữa trước anh Thanh đã nói là làm lại cái đầu bị móp á, thì chi phí khoảng 10 triệu. Đó, thì sau đó có vợ chồng cô Hoa và chú Dũng ở Canada đó, thì gửi cho anh 10 triệu. Thì cái 10 triệu này để cho anh làm chi phí để xử lý lại cái đầu. Nhưng mà không biết là cái lúc 10 triệu này là cái bệnh viện nào họ yêu cầu như thế nào, anh Thanh có thể chia sẻ giúp được không? Thời gian em bị năm 97 á, đang nằm trong bệnh viện Chợ Rẫy á. Thời điểm đó nó hỏi là gia đình có điều kiện làm không? Đưa 10 triệu cho nó làm lại miễn thu nhân tạo. Mà lúc thời gian khó khăn á, thời gian đó 10 triệu lớn chạy không ra nợ anh à. Nên gia đình phải chịu cho nó ấy miếng da lại, không có miếng xương. Đó thì vừa rồi anh cũng chia sẻ là để xin 10 triệu thì có em nhắc lại một lần nữa thì có vợ chồng cô Hoa và chú Dũng Canada. Thì bây giờ là gửi cho anh 10 triệu thì hy vọng là để ngoài ngày, chắc bây giờ cũng gần đến Tết rồi ha. Ra ngoài ngày thì cứ để mà anh đi vào Sài Gòn để xử lý. Còn nó thiếu đủ như thế nào là nếu mà bên cạnh đó thì có các cô chú anh chị, các mạnh thường quân nào hoặc là các nhà hảo tâm nào mà có chia sẻ những phần quà thêm tiếp theo á. Thì em là người cầu nói cũng như là anh Châu để có chuyển những phần quà để cho nó hỗ trợ cho nó hoàn chỉnh về để anh chỉnh sửa lại cái đầu. Thì bây giờ anh là công việc anh làm gì anh Thanh à? Dạ em giờ làm chạy xe ôm. Còn chị Phượng, vợ anh bây giờ làm gì? Ở nhà. Ở nhà không hả? Ủa cái nhà này là nhà của mình hay nhà của anh? Nhà của ngoại. À là nhà của ba mẹ chị Phượng hả? Ủa chứ lúc này là anh chị ở đâu? Dạ cũng chạy lên chạy xuống nhà ngoại chứ cũng chưa có mấy nhà nữa. Nhà thơ nhà trên Phước Long á. À là thơ nhà trên Phước Long á hả? À. Đó thì vừa rồi anh chị cũng chia sẻ. Đó, thì nhà thì ở thuê, ở đây thì nhà phía ngoại với là mẹ của chị Phượng thì hoàn cảnh gia đình cũng là khó khăn. Thì trước hết là với số tiền còn 10 triệu như lúc khoảng năm 1997 anh mới chia sẻ đó. Thì cũng có cô chú đã chia sẻ rồi, gửi những phần quà rồi. Thì bên cạnh đó nếu mà thiếu đủ gì đó thì gia đình cũng cố gắng thêm. Còn bên cạnh nếu nó khó khăn hơn nữa thì cũng rất là mong quý cô chú anh chị để mà tạo điều kiện giúp đỡ cho anh Thanh anh liền lại cái đầu cho nó hoàn chỉnh. Anh là trụ cột gia đình. Thì anh có nói gì để gửi lời đến cô Hoa và chú Dũng không? Dạ em có gì cảm ơn hết lòng tới cô Hoa và chú Dũng để tạo điều kiện cho em hoàn thiện lại cái đầu cho có sức khỏe để lo cho gia đình nữa. Rồi năm mới chúc anh Thanh và chị Phượng cũng như gia đình là năm mới ăn tới vui vẻ nha. Vui sức khỏe và ráng lo cho cái đầu. Cho nên anh là trụ cột chính của gia đình. Thành ra cũng rất mong anh có sức khỏe tốt để mà lo cho chị cũng như là hai cháu. Nếu mà chị còn gia đình còn một cháu đi học lớp mấy? Lớp 10 hả? Rồi. Anh có lời chúc nào đến với các mạnh thường quân cũng như nhà hảo tâm không? Dạ. Trang năm nhân dịp năm mới này em không có gì chúc cô Hiền và chú Dũng dồi dào sức khỏe. Cô Hoa và chú Dũng sức khỏe dồi dào. Rồi cảm ơn anh chị. Rồi chắc có lẽ là đến đây em cũng xin dừng để em còn tranh thủ đi đến những chia sẻ những phần quà khác cho những gia đình khác nữa. Dạ. Rồi chúc anh chị sức khỏe nhiều nha. Dạ em cuối năm trong năm mới em muốn về chúc hai anh. Dạ dạ. Sức khỏe dồi dào. Chào anh Thanh nha. Dạ, em vô chứ em còn sức khỏe rồi. Trên hết để có điều kiện đi làm lo gia đình ha. Dạ. Rồi cũng gì. Rồi chào hết nha. Thôi, cuối chào quý cô chú anh chị. Hiện tại bây giờ là Bằng đang đi di chuyển tới nhà của chị Vui. Thì chị Vui ở dưới sống chợ nè, sau lưng cái chợ đó, trước mặt lại là biển nè. Thì vừa rồi cũng có mấy anh chị cũng gửi ít tiền về lì xì để mà ăn Tết cho nó vui. Thì giờ mình đến mình trao những phần quà này. Hello chị Vui. Hello. Rồi chào em, còn thấy quen ghê. Cái đứa nào quán thì lộn cám em. Được rồi, bệnh đỡ chưa? Dạ muốn uống thuốc giờ này. Coi bụng rồi. Bụng bia hả? Bụng gì mà bự vậy? Không đâu, chướng bỏ gần cả 9 10 tháng này. À thế hả? Chướng bụng á. Dạ. Chướng bụng quá. Em đâu có uống mà em bỏ lâu rồi. Ủa gì Vui sao bây giờ thuốc men lại một bị vậy? Gần Tết mà lại một bị vậy? Chị uống thuốc hệ huyết áp nữa. Hệ huyết áp. Bị huyết áp hả? Ừ. Bị sân xong. Vì ngày nào chừng phải uống nó không uống rồi nó nhiều lúc nó lên á. Trời ơi, lao động chừng đó mà còn huyết áp nữa hả? Ghê vậy, huyết áp tăng hay nó giảm? Tăng, bữa chị tăng lên 180 mấy nằm bệnh viện Chăm Chí á. Trời ơi. Giờ nó biểu ngày uống 2 viên. Hả? Chị phải uống, không uống là có chuyện. Rồi. Rồi tinh thần thế này, giờ rồi thì các anh này ảnh giấu tên.
anh chỉ để cái tên là BT Canada thôi. À, lì xì cho dì 200 ngàn để dạ. Tết cho nó vui vẻ, tinh thần vậy đó nha. Chị cảm ơn tụi em. Cảm ơn anh BT đó. Cảm ơn anh BT đó nè. BT là gì? BT ở Bình Dương, Bình Dương. À đúng rồi. À. Em không biết tên đó giờ cái kêu anh BT thôi. Bên nước ngoài ấy. À. Giúp đỡ đi. Cho vui 200 ngàn là ăn Tết, ba ngày Tết vui vẻ. Dạ rồi. Dạ rồi. Mãi không già. Chạy mãi không già. Dạ. Ồ, vui cảm quá. Dạ dạ không có gì. Cho chị hoàn cảnh cũng sớm. Dạ dạ. Xúc động. Xúc động chứ. Rồi chúc gì vui năm mới vui vẻ nha. Rồi, rồi chúc chú cùng nhiều mấy anh em. Rồi chào nghe. Chúc anh em năm mới gia đình an khang thịnh vượng nha anh. Rồi rồi ok. Đây là em hay là cháu 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 cháu. Đây cũng cháu hả? Cháu nhà. Đi đâu kêu đó. À vậy hả? Rồi ok, chào hết cả nhà nha. À hai anh tốt vui vẻ nha em. Rồi ok. Rồi, mình chào quý cô chú anh chị. Hiện tại bây giờ em Bằng đang có mặt chỗ nhà anh Bình với là chị Thanh. Đó thì giờ rồi cũng chia sẻ một số hình ảnh thì bên cạnh đó là có anh này anh tạm giấu tên, anh chỉ có để tên là BT thôi đó, anh BT ở Canada đang định cư ở Canada đó thì gửi cho anh chị 250.000 giống như là món quà lì xì Tết cho nó tinh thần nó vui đó nha. Yeah. Cảm ơn BT. Anh em của em cũng không biết nói gì hơn, cũng cảm ơn những người bên đó cũng chương trình cũng giúp đỡ cho anh em của em. Tại em nó cũng khùng kiệu của gia đình này vậy. Cha mẹ anh em chết hết rồi. Nó giờ còn hai anh em, không biết nương tựa vào đâu, cũng nhờ những người nước ngoài cũng viện trợ giúp đỡ cho anh em. À, dạ rồi, nói chung là tinh thần đó chắc là những hình ảnh này và những lời nói của anh đó, chắc quý cô chú anh chị cũng đã nhìn thấy. Thì khi nào mà có em là người còn làm còn nói, thì khi nào mà có cái hỗ trợ giúp đỡ ra thì em hãy tiếp tục lại mang những phần quà yêu thương. Vậy đó. Rồi năm mới cảm ơn hai em. Rồi năm mới chúc anh chị sức khỏe. Dạ. Rồi chào quý cô chú anh chị. Ê, bây giờ em Bằng đang ở mặt nhà cô Nghĩa và bà Hai Nghĩa đó ở dưới xóm Bầu á. Thì giờ rồi có cái mạnh thường quân anh BT ở Canada thì có lì xì cho bà Hai Nghĩa là 250.000. Bây giờ là em Bằng để trao phần quà để đến cho bà Hai giống như món quà lì xì tinh thần đó năm mới cho nó vui vẻ. Cảm ơn chị Tuyết phải không? Dạ không, không phải, cái này là anh BT Canada. Cho tôi cảm ơn anh. Anh BT à. Tôi cũng khổ quá, bệnh quá à, không có tiền thuốc men mày tốt, không có tiền mua que quẻ đôm nữa. Dịch thằng con nó làm không được, không có khách. Nó tốt mà đưa có 1 triệu bạc mà làm xem mua que quẻ. Nó con làm tháng là mấy triệu à, tạo cho. Mấy bên mới đưa đường gì bà lấy bao nhiêu. Thì có phần này là phụ thêm anh cảm ơn nghe nha. Cảm ơn anh. Anh về đây đâu BT. Anh BT, anh BT. BT à, kém anh BT nha. Tôi sống ngày nào thì tôi cảm ơn anh BT á. Tao quay sang nắng nhắc quá. Nếu các chuyện này nó có cái chân này nó nhức tông này sao đi mà. Cái chân này nó kêu đi mà. Thôi được rồi, nói chung tinh thần thế giờ con tranh thủ qua những cái nhà khác. Rồi năm mới chúc bà Hai sức khỏe nha. Dạ rồi, anh tới vui vẻ nha. Dạ dạ. Bên ấy chỗ đó đi xuống bầu cái lét cái gói ngọc cái tẻ cắt cù bên xuống trơn cái lét cái gói ngọc chút chỗ cho ai đâu mua đâu. À, thì bây giờ già phải vậy thôi chứ còn nếu hồi xưa 20 năm trước thì chạy nhảy. Chào mọi người, hiện tại cháu và bạn đang ở hẻm 52 ở phía tây sơ của chục. À, thì biết đi thì... dọn lên đó mấy chục năm rồi. À, đây nè, nhà nó bán đây nhà anh Tuấn nè, đi lên đó mấy chục năm rồi. Anh Tuấn, nhà cũ của anh là anh Tuấn. Đây là đang đi với anh Hà. Đó, hồi xưa là chơi nó thân lắm. Đúng rồi, hai anh em. Tối nào cũng xuống nó ngủ cái đây á. Đó, nhà nó từ độ đây nè. Hết đây luôn. Đây luôn. Bây giờ cho thuê ha, làm nhà trọ. Bây giờ bán cho người ta rồi. Rồi người ta làm nhà trọ. Đây ạ. Hẻm 52 cũng. Chơi nó từ lúc xíu tới giờ. À thân. Anh nói tối nào cũng xuống nó ngủ rồi ăn ở nhà nó không à. À vậy hả. Bây giờ nó qua đó nó hay nhớ. Về nó xuống rồi. À xuống chơi. À, có như là thủa hàng vi thủa còn thủa nhỏ là nhớ lắm quý lắm. Ờ thì đó nó sống tình nghĩa hồi xưa giờ. À anh nói nó cứ 3 năm nó về lần. Ừ. Nó cứ nói 3 năm nó về lần. Mà đợt này Covid không về được. Covid về đâu được đâu. Thì đó nó mới về cái đây 3 năm nó mới. À. Từ do Covid đây là không về được. Chứ không có là đúng năm nay nó về nè. À. Cái này nó về. Nó về chừng 2 tuần ở đây à. À. Cái gì nó ở 2 tầng à, nó không bao giờ ở lâu. Anh đó, anh hỏi thăm. Nhà đây ha. Hôm có vô tới đây không? Có.
nhà nhà của bà già bắt đầu đi anh đi chứ còn nhà mình ở trong à. Dạ hai mới xác anh lấy nhà của bà già bắt đóng cửa đi à. Đây anh Tuấn gửi cho anh Hà con bác Ngọc ở hẻm 52, số tiền là 2 triệu đồng ăn Tết rồi anh nhận giùm. Cảm ơn nha. Có gì nhờ nhớ nhắn qua nói cảm ơn Tuấn nha. À rồi anh cứ nói ở đây anh hút vô thu vô thôi thâu đây hả? À, anh cứ nói vô nói chuyện với anh Tuấn á. Có Tuấn đó ở đây không? À trong đây thì anh cứ nói vô là anh Tuấn biết. Rồi năm mới không có gì chúc Tuấn mạnh khỏe. Mình cũng bệnh tim năm mấy rồi, bây giờ làm nặng không nổi, giờ ở nhà không bệnh miết à, đi bác sĩ miết à, cũng mới đi bác sĩ cách đây mấy bữa chứ mấy, rồi nằm bệnh viện tỉnh 4-5 lần nữa. Có mổ ruột thừa không? Có mổ nữa nè, mổ bớt rồi nè, rồi mới mổ ruột thừa cách đây cũng gần tháng đây mấy, thì nay nó cũng bớt rồi, nó cũng tạm ổn, chỉ còn cái tim thôi. Tim là nó nặng, tim nó to ra. Nó to ra mà bây giờ là thở lên nó mệt lắm. Cứ mệt là đi bác sĩ, mệt là đi bác sĩ thôi. Thì anh phải lấy gì sức khỏe? Thì bác sĩ nói là uống thuốc ra là tới già luôn. Từ bệnh đây tim nó to ra. Nó làm cái nhịp tim mình chậm á. Là nó mệt ghê lắm. Cứ hết thuốc rồi đi lên bác sĩ khám lấy. Rồi uống miết thôi, uống tới già thôi. Rồi. Năm mới em cũng tới thăm gia đình anh chị rồi thay mặt anh Tuấn chúc anh và gia đình mạnh giỏi rồi, và năm mới ăn Tết vui vẻ nha. Cảm ơn anh nhiều. Có gì Tuấn nó gọi anh cũng nói cho Hà gửi lời thăm gia đình bên đó rồi mạnh khỏe ăn rồi. Tết rồi vui vẻ rồi em cũng xin chào qua nhà tiếp theo nha. Rồi chào anh. Chào anh Tuấn, em Châu với Bằng đang ở chỗ nhà anh Liêm, bạn của anh hồi xưa, để mang quà Tết của anh đến cho anh Liêm. Chào anh Liêm, đây có anh Tuấn, hồi xưa là ở trong hẻm 52 mình á, đó cũng có nhớ tới hàng xóm anh em, thì có nhờ em chuyển quà của anh Tuấn đến cho anh Liêm, thì trước mắt á là cho gửi anh 1 triệu, để anh ăn Tết, và đây gửi cho bác gái là mẹ của anh 1 triệu, là tao còn 2 triệu, anh nhận giúp em nha. Tuấn biết rồi. À dạ, Tuấn là em chị Trang anh thương đó. Trang con một chuyển á. À đúng rồi, đúng rồi. Gia đình nó anh biết hết à. À dạ. Còn con Lan ở bên này là nó ở mới đi à. À. Hồi sáng có tới ghé chỗ anh mà anh đi lĩnh tiền. Là trợ cấp gì? À trợ cấp hả? Tháng được nhiêu? Tầm mấy? Mấy trăm hả? Hả? 600. 600 hả? Đủ sống không? Tụi mới lọt lùm la hết. Thì nói chung con mình anh phải anh phải chịu hết chứ giờ làm sao? À, anh có làm gì thêm không? Đâu có làm gì đâu. À, có nhiều đó rồi kêu quay qua lại biết thôi chứ giờ chịu sao chịu. À, thì cũng vất vả ha. anh thì chưa vợ con. Chưa. Rồi thì nhân dịp năm mới em cũng tới thăm gia đình và thay mặt anh Tuấn chúc anh và gia đình sức khỏe dồi dào và ăn Tết vui vẻ nha. Cảm ơn. Rồi chào anh. Ôi, chào quý cô chú anh chị, thì hiện tại bây giờ là cháu Bằng đang có mặt ở tại nhà cô Bảy Quân. Thì khi đến thì có gặp em Yến hôm nay thì mới làm xuất viện để mà đưa bà mới về, thì về thì em Yến chắc cũng lo công việc ở sau lu bu cho nên không đến được, thì giờ chắc có lẽ cũng ngồi nói chuyện với bà chút, hơn nữa là cũng trao những phần quà của mấy cô chú ở bên đó gửi về để lì xì cho bà ăn Tết. Bác Bảy bây giờ là thấy con trong người nó sao? Nó vẫn còn mệt hả Bảy hả? Ừ. Mệt tay mình nó quay quá, nó mệt. À là cái tay mình bây giờ là mình mất cảm giác để điều khiển rồi bác Bảy hả? Điều khiển. Dạ. Không nắm gì được. Dạ, thì cũng vất vả ha. À có nghĩa là bây giờ là mình mất kiểm soát không cầm nắm gì được luôn. Không cầm nắm gì được. Dạ. Dạ cũng khó khăn ha. Và bây giờ là tinh thần thế này thì có là thứ nhất là có vợ chồng cô Hoa và chú Dũng ở bên Canada
Cô Bảy biết không? Biết. Dạ, lì xì. À thế hả? Lì xì cho bà là 5 triệu. Và đồng thời là cô sáu ở hẻm 74 nè, và cô Bảy biết không? Biết. À dạ biết. À, lì xì cho bà là 2 triệu nữa. Biết. Là tổng cộng số tiền là 7 triệu. Để cho ăn làng Tết cho nó vui vẻ chứ hơn, nó cũng còn mong bà cho sức khỏe nó tốt. Bữa hôm thì con cũng đến lần rồi, nhưng bữa thì đến thì có gặp cô Yến, con có bảy á, thì bảo là bác đang bị vấn đề sức khỏe cho nên là đang nhập viện trên đó. Thì bữa đã đến thì cũng có cháu Uyên với lại má của anh Tuấn chồng chị Liên rồi đó, cũng lì xì cho bác 4 triệu đó thì để cho bà Tết vui vẻ. Dạ. Cháu Liên là Tính là cháu. À Tuấn là cháu hả? Cháu ruột. Hùng á, Dũng nãy Hùng á là em. Dạ. Cũng em có một cô. Dạ. Còn một đứa nữa tên Ngô Sĩ Xong. Dạ. Nó Mỹ. Cô Bảy bây giờ là thấy ăn uống rồi nó được không cô Bảy hả? Ăn cháo không? Ăn cháo không thôi cô Bảy hả? Dạ. Ăn cung nước cũng vô. Dạ, yeah, thì sức khỏe yếu rồi. Yếu quá. Rồi cũng cầu chúc cho bác cái sức khỏe ổn định. Rồi ăn Tết cho vui vẻ nha bác. Cảm ơn em. Dạ. Yeah. Tụi con ghi hình chia sẻ hình ảnh của bác ra cho mọi người biết. Bên đó chắc cũng lo ha. Nghe nói bác bị bệnh cũng lo. Yeah. Đúng rồi. Rồi chắc có lẽ là đến đây con cũng xin phép còn đi qua mấy cái nhà khác nữa. Thì bây giờ con đến đây cũng thứ nhất là cũng để thăm hỏi bên cạnh đó, đã cũng trao những phần quà mấy cô chú mới đã gửi về. Con cũng rất là mong cho sức khỏe của Bảy để mà nhanh cho nó mau qua để đón các cái Tết nó vui vẻ. Rồi con chào Bảy nha. Cảm ơn hai đứa. Các bạn nghỉ nha, thì con xin phép. Rồi mến chào quý cô chú anh chị cũng như các bạn, thì hồi sáng giờ để mà đi cũng chia sẻ những cái phần quà cho những cái hoàn cảnh khó khăn, cũng như là những phần quà tiền lì xì cho các cô chú lớn tuổi trong lần chụp, cũng như là những người mà thiếu may mắn để lang thang ngoài đường. Thì với tổng số tiền thì bạn cũng như em Châu đã chia sẻ cái tiền này là quý cô chú anh chị đã gửi về. Bây giờ với tổng số tiền đó là 42 triệu 100. Thì bây giờ chiều hôm nay đến nhà cô Bảy Quân thì cũng đã hoàn tất hết. Chắc đến đây là bằng không nhiên trao liên kết clip lại. Con cầu chúc cho quý cô chú anh chị các mạnh thường quân năm mới để mà thật là nhiều sức khỏe và nhiều may mắn. Thân ái chào tạm biệt.